Lâu cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách invite người tham gia sự kiện để cho cái tiếp cận rất là nhiều. Đầu tiên chúng ta vào cái trang mà đang có tạo sự kiện này. Tiếp theo chúng ta click vào cái phần sự kiện ở khu vực phía bên tay trái. Rồi, ở trong đây là trong phần giới thiệu. Mọi người để ý đến cái hình có chữ mail này, chữ mời, ấn vào đây. Khi đó chúng ta sẽ có cái nút click tất cả. Click tất cả này thì chúng ta được invite khoảng 500 người thì hệ thống nó sẽ tìm 500 người mà chưa được mời, chưa được invite. Đấy, thì mình click hết rồi thì mình còn được 74 lời mời, hoặc chúng ta có thể ấn click mời theo các nhóm, nhiều tùy chọn lắm. Sau đó mọi người ấn gửi lời mời. Thế là sẽ có sự tiếp cận. Nó sẽ tăng lên 5.000 luôn, rất là nhanh, rất là nhiều. Đây mình click luôn. Vì đây là video làm mẫu. Mọi người ai xem được video này mà thấy cái lời mời của mình thì thông cảm cho mình nhá. Rồi, ở đây các bạn thấy luôn là số người tiếp cận tí nữa nó sẽ tăng lên nhanh lắm, nó sẽ tăng lên 2.000. Ok, video đến đây hướng dẫn là kết thúc.